Xin chào các bác, thì hôm nay xin giới thiệu các bác một con dao mèo mini để đi rừng. Những cái con dao mèo mini này thường là nó có kích thước dao động vào tầm độ từ hơn một gang tay ạ. Con này rơi vào tầm độ 23 đi. Các em sẽ làm dao động từ 20 đến 25 rưỡi, nó tùy từ các bác, theo các bác yêu cầu. Con này cũng rất là dày ạ. Con này dày 4 ni. Có chắn đồng và cán bằng gỗ chắc. Cái gỗ chắc đỏ đen rất là đẹp. Còn cái chất lượng thì do thợ thủ công người Mông làm thì các bác yên tâm. Vỏ của nó thì vỏ gỗ me đấy. Cái này em đã buộc một cái dây này cho các bác. Thứ nhất là cũng vừa để trang trí, thứ hai là các bác cầm cho nó đỡ bị tuột tay. Và bỏ vào ba lô rất là đẹp. Tổng con dao là lưỡi là tầm 23 và cán nó rơi vào tầm độ 14 là 37. Các bác, cái này còn nếu mà đút vào những cái cốp xe của con xe SH hoặc xe lết là rất là vừa. Và đút vào ba lô rất là thoải mái. Thường thì em sẽ làm nguyên liệu đó là từ nguyên liệu của con dao này từ thép nhíp zin hoặc là nhíp watt hoặc là thép lò xo giảm tốc tàu hỏa. Đa số là thường là toàn bằng lò xo giảm sóc thôi. Mà có cả thi thoảng có cả một số con từ nhíp từ vòng bi. Con này là vỏ từ gỗ me vàng ạ. Cái đường này là đường chỉ vân nhé, cái đường chỉ vân chứ không phải là đường lất đâu ạ. Gỗ của nó rất là chắc chắn. Càng ngày thì những cái mẫu dao này nó càng ngày nó càng hoàn thiện hơn để phục vụ đến đông đảo tất cả các bác. Thì cũng nhân tiện ở tại cái video này thì em cũng xin giới thiệu ông bác, đó là em có sưu tập được một ít đồng tiền cổ đấy ạ. Đây nét kém quá nhỉ, đấy ạ. Những cái đồng tiền này ạ. Đây là mặt trước của nó. Còn đây là mặt sau. Đồng tiền này là vẫn còn rất là sáng và bóng. Về rất là nhiều. Thì cái đồng tiền này để làm gì? Đồng tiền này như các bạn vừa xem cái video ra vào mini ấy, thì đồng tiền này sẽ để thắt cái này. Đây là cái dây đai gai này. Cái này các bác tìm trên Google đặt mua rất là nhiều chỗ bán. Cái loại này là sợi 6 ly. Nếu mà các bác buộc dao mèo thì nên cứ mua cái loại 4 ly thôi. 4 ly hoặc là 3 ly thì nó sẽ vừa hơn. Còn cái dây này cũng hơi to một chút. Đó, cái dây đồng này thì các bác buộc như thế này. Cái này chỉ để trang trí thôi mà. Đây, cái bác thất này. Đó. Quấn như em quấn con dao này nữa. Đấy. Nhìn con dao nó thực sự là rất sang ra. Đó, thường thường thì những cái bác nào mà chưa giao mèo ấy, thường thường là trong bộ sưu tập của mình có rất nhiều cái loại các loại dao của các vùng và của các người Mông khác nhau, thì cũng nên sở hữu một số cái đồng tiền cổ này để buộc thắt lưa cho dây cho dao mèo rất là đẹp, và giá cả nó cũng rất là hợp lý. Em bán là 20.000 một đồng này đây ạ. Đồng tiền đã rất là sáng và đẹp ạ. Đây ạ. Đó. Các bác cần gì để dao mèo thì cứ liên hệ cho em, mà sẽ phục vụ các bác. Rồi, xin chào các bác.